我记得先调车呗。那你像刘lần này là tháng mấy là tháng tư anh sẽ dồn nhau tháng tư thì nếu như ông mà đi chủ trì kỹ sư và chủ trì đi Trung Quốc á thì ông học tháng tư rồi thì tháng năm không còn phải đi học thế thì nói lên thôi mà các ông phải tính cho tôi là đến cái giai đoạn đó tí chứ mà các ông cứ đăng ký đã hay không sẽ sang rồi bố trí là tháng tư này tháng tư tháng năm này yên ổn phải đâu các ông như thế mà và vậy mình phải information ha vào một nhân viên của nó ha còn anh này số dây này này thì nói là 804 ok 3 3 4 5 6 804 ok ha rồi ok còn về mình tẹt cái nữa là cái cổ này này nó có sẽ cho xoay mình xoay 180 độ thoải mái đây tay đưa đây cho nó thoải mái đi. Rồi thì cái điện thoại cũng ok đúng không? Và nó mới gọi được ok.